Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cái cách để mà mình làm trong cái bồn nước xả, cái bồn cầu nhà mình đó các bạn. Thì nó được thơm mà nó được sạch. Mỗi lần mình xả thì nó cũng làm cho cái bồn cầu nhà mình nó cũng sạch hơn nữa. Nó không có bị bám dính những cái chất ố vàng rồi nha các bạn. Với hơn nữa là mỗi lần mình bấm nút mình xả như vậy thì nó cũng lỡ được là 2 xị nước nha các bạn. Đây là cái chai nó 2 xị đây. Ok, thì để bây giờ mình làm mình test thử cho các bạn coi nha. Đá mình có đá cuội hay là có những cái viên bi bắn cũng được các bạn. Mình cho vô đây để mình làm cho nó nặng cái chai. Mỗi khi mình xả nước cái chai nó không có bị lọc tùm lum. Nhiều lúc nó lọc qua lọc lại, nó lọc tùm lum thì nó bị cấn, nó cấn những cái nút, những cái cần gạt ở trong cái bồn nước thì nước nó không có đầy được, nó không có ngắt được, thì nó cứ luôn luôn lúc nào nó cũng trong cái tư thế xả hết thì mình sẽ bị hao nước nha các bạn. Thì ok, thì mình làm mình bỏ những cái viên đá, những cái viên sỏi vô trong này, hoặc là những cái viên bi bắn cũng được đó các bạn. Bi trò chơi của con nít ha, mình cho vô để mình làm cho cái độ nặng thì để nó đứng, nó không có, mỗi lần mình xả nước nó không có lộn xộn tùm lum ha, nó không có nhảy đi tùm lum mà nó làm kẹt nước mình ha. Ok, thì cho một lượng thì cũng vừa đủ nặng để cho nó đứng đó các bạn. Đó, lượng này thôi ha. Bây giờ mình làm ha, mình cho một tí cái màu xanh vô đây để mình test cho các bạn nhìn dễ thấy hơn ha. Ví dụ là đó, khi mình làm cái chất mình cho vô trong cái chai này thì cái chai này nó sẽ hoạt động như thế nào trong cái bồn nước, cái bồn cầu của nhà mình nha. Mình dùng cái mũi nhọn nào cũng được các bạn, dao hay là bất kỳ một cái gì mà nhọn, mình làm một lỗ nhỏ thôi nha các bạn, nằm ngay cái góc đáy ha, nhỏ thôi nha các bạn, đừng có lớn ha. Rồi, ok, đó, nó vừa ré nước đây nè. Sau khi mình đâm thủng một lỗ nhỏ thì cái mức độ nó tiết cái chất ở trong cái chai này ra nó không có nhiều, thấy không các bạn, nhìn thấy màu xanh xanh này, mình bóp nó mới ra này đó, mình bóp nó ra ha. Đó, mình bóp nó mới ra, lý do là nó có một lỗ các bạn, cho dù mình xách ra ngoài nó cũng không chảy luôn ha. Mình đâm một lỗ nhưng mà mình xách ra ngoài nó cũng không chảy luôn, lý do là nó bị kín á, nó không có oxy đó, thì nó không có chảy ra, đơn giản thôi, thì nó như vậy thôi. Thì mình phải làm thêm một cái lỗ nhỏ ở trên này nữa đó, để nó ra cái chất đó ha. Chất đó nó được ra chút xíu thôi bằng cái kim thôi nha các bạn. Ok, à, các bạn nè, thấy có một lỗ thôi là nó đã chảy re, thấy chưa. Rồi sau khi mình đâm 2 lỗ này, mình xả nước hết rồi nè, là cái nước nó ra nè, thấy chưa. Lúc này thì mình đâm 2 lỗ thì cái nước nó sẽ ra màu xanh này, nó không ra nhiều, nó ra một cái lượng vừa phải các bạn, thấy không? Không phải là luôn luôn lúc nào nó cũng chảy ra đâu, nó ra một cái lượng vừa phải như vậy thôi, là nó ngưng, nó không ra nữa. Nó có cái lớp không khí ở trên này, đó, nó sẽ nổi ha, nó sẽ nổi cái chai, nhưng mà cái chai nó không có lăn lộn, tại vì nó có đá ở dưới đây này, thì luôn luôn lúc nào nó cũng đứng thẳng ha, nó không có bị ngã qua ngã lại. Làm cái lỗ sát dưới đây các bạn, thì cái bồn cầu luôn luôn lúc nào á, cái bồn nước á, mình xả nó cũng còn cái nước trong đó hết, thì cái mực nước trên này nó đẩy xuống nó chỉ có ra ít thôi ha, nó không có ra được nhiều, nó ra một số lượng là mình vừa phải, vừa đủ xài thôi, thì nó không có bị hao. Ok, rồi ok, thì bây giờ mình đi làm cái nước, mình làm để cho làm thơm cái bồn cầu, cũng như là khi mình xả thì nó làm sạch cái bồn cầu nhà mình mà nó không có bị bám dính những cái chất vàng ố nữa ha. Ok, dùng đi nha các bạn. Nãy mình lấy cái chai mình test thử đó, bây giờ mình làm luôn nha các bạn. Cái lỗ nó đây để mà mình cho nước vô mà nó không bị chảy ra. Bây giờ mình lấy tí băng keo mình dán lại các bạn, rồi dán cho nó khỏi rò cái nước ra ngoài để mình lột ra ha. Ok, thì trước tiên là mình cho cái nước này là nước lau sàn nha các bạn. Nước lau sàn thì nó cũng có cái chất tẩy rửa trong này rồi đó. Nó cũng là một cái chất tẩy rửa để làm sạch những cái nền nhà, nền gạch đó các bạn. Cái nền nhà, nền gạch men của mình nó cũng là một cái lớp men, thì ở trong cái bồn toilet nó cũng là tráng một cái lớp men, cho nên mình xài cái nước lau sàn nhà này rất tốt nha các bạn. Phần tư chai ha. Ok, bây giờ mình cho thêm vô một ít nước tẩy rửa bồn cầu nữa nha các bạn, để cho nó tạo thêm một cái chất tẩy cho nó mạnh lên, nó sẽ sạch cái bồn cầu nhà mình hơn ha. Ok, một ít thôi. Ok, một lượng như vậy thôi, để tăng thêm một cái độ thơm khi mình xả nước đó các bạn. Nó sẽ nó có cái hương thơm á, thì cái nước lau sàn nhà này nó cũng có một ít hương thơm rồi, nhưng mà chưa đủ. Mình muốn nó thơm thêm á, thì cho thêm cái nước xả vải nha các bạn, một ít nước xả vải nữa. Ok, pha nước vô nha các bạn. Mình làm rồi đây các bạn, mình đem ra đây, mình làm cái chai, là để mình chia sẻ cho các bạn thôi, chứ còn cái mình đã làm rồi nè các bạn. Bồn nước mình đang xài đây, nó có cái nước xanh xanh ha. Rồi bây giờ mình thêm một tí màu vô nữa nha các bạn, thêm một tí màu xanh vô đây ha. Các bạn dỡ lên nó chảy nè, các bạn thấy nó chảy không? Còn mình để vô trong mặt nước này thì tại vì mình nhấc lên thì cái mặt nước này nó cao hơn mặt nước kia thì nó chảy ra, còn nó cân bằng thì nó chỉ có ra số lượng bình thường thôi, chứ nó không có chảy như vậy. Nếu mà nó chảy như mình dỡ lên thì nó sẽ hết liền lập tức ha. Khi mình xả chỗ này các bạn coi, lúc này thì cái chai nó cái mực nước nó mới ra các bạn, nó mới ra. Đó, nó ra cái nước xanh xanh các bạn thấy không? Nó ra cái nước xanh xanh kìa. Tại sao mình cho vô cái màu xanh các bạn? Thì khi mình cho vô cái màu xanh để mình quản lý được cái lượng nước, mình biết là trong cái chai nó hết cái chất chưa. Khi mình xả nước thì cái nước nó bị lợp đi, cái màu xanh nó không còn bao nhiêu á, thì mình sẽ pha thêm vô nha các bạn. Tại vì trong cái chai này không phải là nó như vậy không đâu. Mà mình xả nó sẽ ra hết trong cái chai của mình, nhưng mà nó có ra, nó có vô lại nha các bạn. Nước ở bên cái bồn cầu này nó vẫn xâm nhập vô trong cái chai đó, nó có ra có vô, cho nên cái lượng nước trong chai nó cứ còn như vậy biết thôi. Ok, bây giờ mình coi thử, mình nấu xả thử nha các bạn. Nó vừa có bọt mà vừa có màu xanh lơ lơ như vậy biết thôi nha các bạn. Đó, khi nào mà cái màu xanh nó không còn nữa, nó giảm đi rất nhiều, lúc đó mình lại pha thêm, mình pha thêm vô trong cái chai đó ha. Các bạn cứ để ý, cái chai luôn luôn lúc nào cái mực nước nó cũng ngang đây hết ha, nó không có hao cái gì, nó vô rồi nó ra, nó vô rồi nó ra. Cái này nó rất là lợi, nó sẽ làm cho cái nhà vệ sinh mình, nó làm cái bồn cầu nó sạch sẽ, mà nó có cái mùi thơm rất là dễ chịu nữa nha các bạn. Có mùi thơm thì chắc chắn là sẽ không có mùi hôi rồi. Ok, cảm ơn các bạn cũng đã theo dõi video. Thấy video hay hữu ích thì chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên cho mình một like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.